hoa cây cảnh là một trong bảy cây trồng có lợi thế lớn để làm giàu. Những năm qua, nghề trồng hoa cây cảnh ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ luôn được chú trọng nhờ việc hình thành các diện tích lớn trồng hoa cây cảnh tập trung cũng như nâng cao chất lượng các giống hoa đến nay đã mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than từ lâu được biết đến với nghề trồng hoa cây cảnh với diện tích lớn của huyện Yên Mỹ với trên 300 hộ trồng để phát triển vùng diện tích trồng hoa cây cảnh những năm qua xã đồng than đã vận động nhân dân trong thôn thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa đất vườn kém hiệu quả sang trồng các giống hoa cây cảnh chủ yếu là các giống hoa như trà hải đường mẫu đơn địa lan trạng nguyên và tường vi với diện tích trên một trăm mẫu vào thời điểm này, nhiều hộ dân đã tích cực xuống đồng tỉa lá và tạo thế cho cây nhằm chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Dự kiến năm nay thôn ốc nhiều sẽ cung ứng cho thị trường khoảng trên 3 vạn hoa cây cảnh các loại đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người chơi. Hiện nay các diện tích chuyển đổi sang trồng hoa ở thôn đã đạt giá trị trung bình 100 triệu đồng một sào.